Rồi, đây là cái view mà ra biển hồ của Mastery Waterfront, và mọi người có thể nhìn thấy rất nhiều cơ thủ đang câu cá ở đây. Một hoạt động giải trí rất là lành mạnh dành cho các anh, các chú có thời gian. View rất là đẹp. Anh chị em nào mà có nhiều tiền thì mua biệt thự của Vin. Giai đoạn đầu nhé, đừng mua giai đoạn sau là cao rồi. Bởi vì cái tiềm năng tăng giá cũng như là giá trị mặt thương hiệu này, hay là giá trị mặt kinh doanh rất là ổn. Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Mastery Waterfront thì thuộc phân khúc cao cấp nằm trong đại đô thị Vinhome Ocean Park, và giống như người anh em Mastery West High mà tôi đã review ở cái tập trước tại Vinhome Smart City ấy, thì Mastery Waterfront được phát triển bởi Masteri Home thuộc tập đoàn Masteri Group. Cụ thể hơn về cơ cấu hay là thông tin về tập đoàn này thì mọi người xem lại cái video trước nhé. Tại đây thì chúng ta sẽ có một phân khu dự án gồm có 6 tòa căn hộ cao từ 26 đến 37 tầng với hai phân khu là Miami và The Hawaii. Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta đến với một tòa nhà, một phân khu trung tâm của dự án Vinhome Ocean Park, thành phố biển hồ. Đây là một cái phân khúc cao cấp, gần như là cao cấp nhất của Vinhome Ocean Park đấy. Nhưng mà mọi người đang xem đằng sau lưng tôi đang xây đây. Đây, theo tiến độ thì chúng ta quan sát là đang xây được đến tầng 8 rồi. Như Tê Công là bên thầu xây dựng. Các phân khu còn lại cũng thế, cũng đến tầng 8 rồi. Và nếu mà ai chưa có nhu cầu ở luôn ấy, thì đến đầu năm 2023, cái tòa nhà này, cái dự án Mastery Waterfront này, đây, Mastery Waterfront này, họ sẽ đi đến bàn giao và chúng ta sẽ có thể mua được. Còn nếu mà mọi người mà thích ở luôn thì có thể mua lại những cái căn hộ đang chuyển nhượng lại ở những phân khu cũ như là S2 này, hoặc là những cái phân khu mới ra của Vinhome Ocean Park. Đây là tôi đang đi trên con đường vỉa hè của những cái phân khu cũ. Đây, như mọi người đang thấy đây thì những cái ô chờ này nó rất là lớn. Đây là cái phần bàn giao của căn hộ sau này, tức là nó sẽ có một cái vách kính nó tràn viền từ trên xuống dưới này. Nó sẽ khác với những cái phân khu cũ. Đây, như mọi người thấy cái phân khu cũ của Vinhome Ocean Park ấy, thì nó chỉ có một cái cửa kính nhỏ nhỏ như kia này. Đấy, cửa kính nhỏ nhỏ này, nó không được tràn viền. Đấy, nó không được tràn viền. Nhưng bên này thì đấy, mọi người thấy toàn bộ là kính hết. Và kính nó sẽ là kính lâu y 3 lớp, cách âm, cách nhiệt, cách tia cực tím. Đó, rất là khá là xịn.
Ngoài ra thì còn có khu vực cộng đồng, thư viện, phòng họp vân vân. Đây là xe buýt của Vin nhé. Hệ thống xe buýt của Vin nó sẽ giúp cho các cái cư dân ở đây di chuyển vào những cái điểm trong nội thành hoặc là những cái điểm vui chơi giải trí trong nội khu Vinhome Ocean Park này. Trông rất là hiện đại đúng không? Xịn sò, xịn hơn những cái xe buýt truyền thống. Tầng 1 của các phân khu cũ của Vin cơ bản là những cái phần tiện ích ấy. Đấy, ví dụ như sân chơi trẻ em này, sân chơi trẻ em hay là nhà sách, siêu thị, có đủ hết. Đây, đây là một trạm xe buýt. Vinbus, Vinbus Ocean Park 1. Ai mà chưa có tiền ấy, ai mà chưa có đủ tiền hoặc là không muốn bỏ tiền mua ngay thì có thể dùng cái gói giải pháp này. Có thể hỗ trợ được 100% giá trị căn hộ. Điều kiện thì nó cũng khá là đơn giản. Điều kiện là mọi người chứng minh được thu nhập để vay vốn, cũng như là có một cái bất động sản riêng để thế chấp, thay vì là thế chấp luôn cái căn hộ này thì mọi người sẽ vay được luôn 100%. Lãi suất thì tôi thấy khá là cạnh tranh, bởi vì thực ra là bản chất cái Masterize Home ấy có mối liên hệ rất là đặc biệt với lại ngân hàng Techcombank, cho nên là những cái phần chính sách của họ ấy, nó sẽ ưu đãi để mà kích cầu, kích được cả dư nợ tín dụng lẫn là kích cả cái nhu cầu mà bán được hàng của những cái phân khu chung cư này. Rồi chúng ta đã tới cái đường Hải Đăng. Đây, Master Ride nó sẽ kéo dài từ đầu khu S2 đến cái đường này là tới khu S1. Đây là cái phần khu S1, những cái tiện ích của khu S1 chúng ta có thể thấy là đây, vườn chơi trẻ con này, bánh tráng, hoàng bèo này, quán cà phê. Đấy, sau dịch thì tất cả những cái hoạt động nó đã trở lại gần như là bình thường rồi, thậm chí là còn đông hơn bình thường, bởi vì là mọi người bị nhốt quá là lâu. Thế là mở cửa trở lại nó như kiểu một quả bom nổ về mặt nhu cầu ấy. Cái cột này khá là đẹp nhỉ. Khuôn viên của Vin bao giờ làm cũng rất là gọn gàng, sạch sẽ. Kia thì chúng ta sẽ có sân tập tennis, cái chỗ mà xanh xanh kìa. Còn đây thì chúng ta sẽ đến cái khu Hải Đăng 5 này, cái đường Hải Đăng 5. Và như đánh giá của tôi ở cái dự án lần này cũng như cái phân khu lần trước ạ, Mastery, thì đây thực sự là một cái trải nghiệm sống nó khá là khác biệt với những cái chung cư hiện tại, kể cả những cái phân khu chung cư cao cấp của Vingroup hay là những cái phân khu chung cư cao cấp của các chủ đầu tư khác. Thì cái việc mà có những cái dịch vụ giống như kiểu là một khách sạn cao cấp, ví dụ như là sảnh để phục vụ cái việc tiếp đón khách hàng hoặc là đối tác hay là bạn bè tới chơi, hay là những cái khu vực mà nó mang tính cá nhân riêng tư cao, thì thực sự Mastery họ đang set up một cái concept thực sự là độc đáo. Toàn bộ cái tiện ích nội khu tôi vừa kể trên thì dân cư của Mastery Waterfront họ sẽ được hưởng. Ngoài ra thì cư dân tại đây họ cũng sẽ được hưởng toàn bộ những cái hệ thống tiện ích của Vinhome Ocean Park chung với toàn bộ cả cái đại đô thị này. Ví dụ như là biển hồ nước mặn này, hồ nước ngọt này, những cái tiện ích nội khu, BBQ, hồ bơi, sân tennis, hay là khu mua sắm Mega Mall, trường Vinschool, bệnh viện Vinmec. Toàn bộ những cái tiện ích ngoại khu thì dân cư ở đây cũng sẽ được xài và sử dụng bình thường. Đây, đây là khu đằng sau Masterize, Mastery Home. Là một khu sân chơi cũng có nhiều trò, diện tích khá lớn. Đấy, thì chúng ta đã đi gần được một vòng cái block đầu tiên rồi. Ở Mastery Waterfront thì nó sẽ có hai phân khu. Một là phân khu Miami, The Miami. Một là phân khu The Hawaii. Đây là hai phân khu mà được đặt tên theo khu vực ăn chơi rất là nổi tiếng của Mỹ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xuyên qua cái sân giữa của The Miami và The Hawaii để tới cái phân khu đằng sau, chắc là The Hawaii. Và đó, như mọi người có thể thấy thì hiện tại dự án đang được cấp tốc xây dựng, mặc dù có ảnh hưởng một vài tháng do dịch. Và dự kiến thì đầu quý 1 năm 2023 thì toàn bộ những cái căn hộ tại đây bắt được bàn giao cho cư dân sử dụng. Nên là nếu mà chúng ta có thích cái khu này, có tầm tiền đủ mua, phù hợp với nhu cầu cá nhân mà chưa cần ở sớm ý, thì đây là một trong những lựa chọn nó cũng rất là ok. Nếu mà mọi người muốn ở ngay thì cái dự án này thì chưa dành cho mọi người. Nói về thiết kế căn hộ thì nếu mà mọi người xem những cái video của House City TV thường xuyên rồi ý, thì
nó cũng rất là dễ để nhận ra những cái thiết kế cơ bản của những dự án Vingroup sau này. Đó là quy mô từ căn studio 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, và diện tích nó thiết kế rất là tối ưu. Có thể dùng từ tối ưu hoặc là dùng từ bé nữa nhé, thì nó sẽ kéo từ khoảng tầm 26 đến 107 mét vuông. Đó, căn studio 26 mét vuông thì nếu mà tính nhầm thì chúng ta sẽ chỉ bỏ ra là hơn 1 tỷ thôi, hơn 1 tỷ để sở hữu một căn tại đây. Đi thẳng đây là đến Vinschool, còn đây là tiếp tục cái phân khu The Hawaii của Mastery Waterfront. Trang thiết bị bàn giao từ các thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Tầm nhìn không giới hạn, trực diện biển hồ. Rồi chúng ta sẽ đi ra cái khu biển hồ nhá, để xem cái tầm nhìn của Mastery Waterfront. Sau một lúc tra từ điển thì cameraman đã tìm ra cái nghĩa của từ waterfront, tức là bờ sông. Chúng ta được hiểu bờ sông có nghĩa là cái dự án này nó ngay sát cái biển hồ, thì đặt tên là bờ sông thôi. Một cái tên rất là ý nghĩa, quá là ý nghĩa. Sao không đặt là bờ biển nhỉ, mà phải đặt tên là bờ sông nhỉ? Không thể là seaside có được ổn ổn không? Yeah. Nếu mà tôi đặt là Mastery Seaside. Ok, bên cạnh hai cái phân khu The Miami và The Hawaii thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, khoảng 4 sân đánh tennis. Và theo cái thiết kế mặt bằng thì chúng ta sẽ có một sân bóng rổ, một sân cầu lông, một cái sân chơi cát cho bọn trẻ con. Ok, đó. Và có những cái phân khúc biệt thự này. Đây. Theo kinh nghiệm của tôi ấy, nếu mà mọi người mà có tiền mà đầu tư biệt thự của Vin ấy, thì ít có lỗ lắm. Anh chị em nào mà có nhiều tiền thì mua biệt thự của Vin giai đoạn đầu nhé, đừng mua giai đoạn sau. Giai đoạn sau là cao rồi, bởi vì cái tiềm năng tăng giá cũng như là giá trị mặt thương hiệu này hay là giá trị mặt kinh doanh rất là ổn. Và như số lần trước thì mình cũng đính chính luôn, để mọi người nếu mà có nhu cầu mua dự án này hoặc là tìm hiểu thêm thông tin ấy thì đừng gọi cho Aussie mà hãy liên hệ với số của anh giám đốc kinh doanh mà mình có chơi ở đây. Đây là anh mà mình đã nhờ để mình có thêm một số thông tin để chia sẻ cho mọi người. Và mọi người có thể xem ở dưới phần mô tả nhé, để có thể là gặp được trực tiếp cái đơn vị phân phối ấy, thì họ sẽ tư vấn cho mọi người nó kỹ hơn về cụ thể, về quy định hay là về nội dung hợp đồng. Ok, chúng ta đang đi tới cái phần view biển hồ, biển nước mắt của Mastery Waterfront. Đây là cái view của nhìn ra cái dãy biệt thự họ đang xây giữa hai cái phân khu The Miami và The Hawaii. Trời ơi, sang này hay chưa? Ở phần bên ngoài nó sẽ ngăn cách cái phần bên trong bởi một cái lớp kính này. Rồi, đây là cái view ra biển hồ của Mastery Waterfront. Và người có thể nhìn thấy rất nhiều cơ thủ đang câu cá ở đây, hồi rất là nhiều, một hoạt động giải trí rất là lành mạnh dành cho các anh các chú có thời gian. View rất là đẹp, view thẳng ra một cái dãy mặt cát trắng xóa, cây dừa hay là những cái chòi nghỉ. Giống hệt như ở những cái vùng biển. Chỗ này câu một con này. Con này hơi bé. Cá đây chắc bé. Biển hồ thì cá to. Đó, còn xa xa kia là những cái dãy biệt thự. Mọi người có thể nhìn thấy những dãy biệt thự rất là đẹp. Dạng dừa này, đường đẹp chưa? Đường đi này. Đây nó sẽ được ngăn cách bởi những tấm kính này để người bên ngoài không vào đường. Chỉ có quẹt thẻ cư dân ở cái cổng ấy, đi vào đây thì mới được. Rồi đấy, thì chúng ta sẽ có cái view này. Khi mà chúng ta mua những cái căn hộ mặt bên ngoài này, mặt bên cái đường Hải Âu 8 này sao này của Mastery Waterfront. Đó, còn nếu mà chúng ta mua những cái view khác, những cái mặt khác thì nó sẽ không view được ra cái biển hồ này. Ok, tổng hợp lại những điểm tôi thích về dự án này có 3 điểm. Về thứ nhất, tôi thích ở đây là nó có cái dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà thực sự là đẳng cấp. Mình cứ tưởng tượng là mình đi công tác, mình vào khách sạn nó sướng như nào, thì cơ bản là khi về cái khu căn hộ của mình tại Mastery Waterfront là sẽ có trải nghiệm tương tự. Tất nhiên là dù sao những cái dịch vụ đấy nó sẽ diễn ra ở tương lai. Chưa biết là lúc vận hành nó còn vướng gì không, nó còn có những cái gì nó mâu thuẫn hay không. Nhưng mà tôi tin là với cái tiềm lực của Mastery Group, Mastery Home có những cái sự hậu thuẫn về tài chính của Techcombank hay là cái tư duy kinh doanh của họ ấy,
nếu mà mọi người mà có hay giao dịch ngân hàng thì mọi người cũng đều biết Techcombank họ là một trong những cái thương hiệu ngân hàng rất là uy tín rồi đúng không? Thì tôi tin là cái dịch vụ sau này nó cũng sẽ rất là ok. Điểm thứ hai tôi thích là cái thiết kế, vẫn là cái thiết kế tràn viền, chạm từ trần đến sàn, toàn bộ mặt ngoài thì bằng kính, nên là cái view hoặc là những cái nhận diện mặt ngoài của tòa nhà này nó rất là sang. Và cái thứ ba nó cũng khá là đồng điệu với hai cái điểm tôi thích bên trên, đấy là cái thương hiệu. Tức là nếu mà ai mà bảo là nhà anh ở Mastery Waterfront thì rõ ràng đúng không? Nó sẽ đẳng cấp hơn, nó sẽ có một cái gì đấy nó kiểu cao cấp hơn là những cái phân khu còn lại. Ở đây thì tôi cũng không có ý so sánh các cái cư dân còn lại với cái gọi là cái cư dân tương lai của cái tòa nhà này. Nhưng mà rõ ràng khi mà chúng ta nói là chúng ta sở hữu một cái túi LV Chanel thì ok, nó sẽ có cái gì đấy nó sẽ được good hơn, cái feeling nó ngon hơn là những cái thương hiệu nó thấp hơn. Điểm tôi thích rồi thì ở đây cũng sẽ có hai điểm mà tôi thích. Ở đây thì đầu tiên là giá nó cao hơn hẳn những cái phân khu còn lại. Và với góc nhìn của tôi thì tôi sẽ không có ưu tiên cho việc mua một cái căn hộ đẳng cấp như thế này, bởi vì thực sự là với cái tài chính hiện tại thì mình chưa đạt được mức độ tự do tài chính. Các cái kênh đầu tư của mình còn phải đang đi làm thuê á, mình đi làm để kiếm tiền, nên là những cái sản phẩm xa xỉ nó chưa chạm được tới mình. Tôi nghĩ đây cũng là phần đông, nhưng mà không thể loại trừ một cái bộ phận khách hàng họ có nhu cầu thực sự là có một môi trường sống nó cao hơn bình thường. Cái không thích thứ hai là về mặt vị trí. Vị trí của Vinhome Ocean Park với tôi thì với những người nào mà có công ăn việc làm mà thường xuyên phải di chuyển nội thành thì đây là một trong những điểm rất là yếu của dự án này. Thực sự tôi khuyên mọi người nếu mà phải vào nội thành thường xuyên này, phải đi công tác này, thì nên hạn chế mua những cái khu dự án xa kiểu Eco Park hoặc dự án này, bởi vì mỗi lần đi qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Tuy gì đấy thì thực sự đó là một trải nghiệm nó chưa tốt. Tất nhiên là sau này thì hiện tại Hà Nội đang có một cái quy hoạch xây dựng thêm một vài cái cầu nữa hai bên bờ sông Hồng, nhưng mà đối với thời điểm hiện tại thì đây là một việc chưa hợp lý cho lắm. Tôi trả lời câu hỏi là có nên mua hay không thì đó, mọi cái thứ phân tích của tôi tin là mọi người sẽ có lựa chọn riêng cho mình, và ở đây nó không có vấn đề về phốt về mặt pháp lý, nên là bảo là mua hay không thì tôi nói là nên mua. Nhưng mà mua trong trường hợp là chúng ta có nhu cầu về một cái trải nghiệm cuộc sống nó cao cấp thì hãng nên mua trong khi chúng ta là chủ doanh nghiệp, chúng ta quản trị được thời gian, chúng ta không phải đi vào nội thành thường xuyên thì chúng ta nên mua khi chúng ta có những cái hoạt động kinh doanh online, không phải di chuyển nhiều cũng nên mua, và chúng ta có con nhỏ thì ở đây nó rất là phù hợp cho mọi cái điều kiện như vậy. Vừa rồi là toàn bộ những cái trải nghiệm của Housey về cái phân khu mới, phân khu Mastery Waterfront của chủ đầu tư Mastery Home ở trong trung tâm của khu đô thị Vinhome Ocean Park. Thế thì mọi người thấy sao về cái khu đô thị này? Những anh chị nào mà đã sống ở đây rồi ở Vinhome Ocean Park này có thể comment cho Housey biết và cho mọi người biết những cái điểm hay, điểm dở của cái khu này để cho chúng ta cùng tham khảo. Rất là cảm ơn mọi người đã xem đến thời điểm bây giờ, và nhớ đăng ký kênh nếu mà thích những cái hành trình review những công trình, những bất động sản ở Việt Nam cùng Housey nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin giới thiệu mọi người, đây là một cái biển bắn tốc độ của Vin. Hiện nay thì tất cả những cái khu đô thị của Vin như kiểu Vinhome Ocean Park này hay là Vinhome Smart City thì mình đều nhìn thấy cái biển bắn tốc độ này, tức là nó sẽ cảnh báo tốc độ khi một phương tiện đi qua. Mình sẽ thử xem một cái xe, ví dụ con xe trắng này này, nó đi tốc độ bao nhiêu. 45 km/h. Đây là bố nào mà say rượu mà lái ẩu là cái này nó sẽ báo, nhưng mà báo xong thì cũng chưa biết xử lý kiểu nào. Đây, cái này thì nó sẽ lắp ở bên đường giao thông của những cái lán của Vin.